Rồi, xin chào tất cả các bạn. Máy cây ghi đông cho anh em lên xe nha. Đấy. Ghi đông của DD. Ghi đông có. Ghi đông DD của ghi đông kích tùm thì giống nhau. Có chấm nha. Ghi đông DD thì nó màu vàng nha nè. Đấy. Nó xi màu vàng. Còn ghi đông custom thì nó màu đen. Đó. Nó khác nhau là cái màu sơn họ. Còn lại cái hình dáng nguyên khối đúc là y chang nha. Tiếp theo là City với lại Custom 100. City với Custom 100 nó cũng y chang nhau luôn, nhưng nó chỉ khác nhau là tháo từ xe nào ra thôi, còn lại hình dáng y chang. Đây có một cây nè. Cái này mình tháo từ xe City ra này. Cái này mình tháo từ xe Custom 100 ra này. Custom 100 thì nó đẹp hơn cái cây City. Cái City xấu hơn chút. Đó. Còn đây ghi đồng dành cho anh em gắn xe 86, 81 nha. 81, 86. Này ghi đồng kho. Đấy, đẹp nha anh em. Không móp lủng nha. Đó. Còn đây là ghi đồng của 78. Ghi đồng của 78 nha. Cũng đẹp luôn, không móp lủng. Cái này sơn lại rồi nha anh em. Còn cái này sơn zin nè. Đó. Kính thưa các loại ghi đồng về cho anh em lên xe. Ghi đồng 78 với 86 không có xài chung được các bạn. Thứ nhất là nó khác cùm bao tay. Ghi đồng nó khác cái con ốc bắc ở dưới đây nữa. Đây, hai ốc này nó cũng khác nhau. Vị trí xa gần khác nhau các bạn. Không có xài chung cái sọ khỉ được. Đó. Rồi, bên đây là ghi đồng của CD. CD Bentley. Hai xe lên đi cao nha. Ghi đồng zin nha nè. Với ghi đồng của Charlie. Đây. Charlie này. Này, cây ghi đồng Charlie. Nó dính này mình làm biếng lấy đâu rồi. Ghi đồng Charlie có 2 3 cây vậy anh em. Đó, 2 3 cây đóng đó. Rồi thì anh em muốn lấy bộ ghi đồng nào thì anh em cứ nhắn tin trong Zalo giúp mình nha, mình báo giá từng cây nha anh em. Giá rẻ bèo à. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.